luôn, mặc quần đen mã đá xanh, hai ông đô nghe em nói trọng tài chính thế này. Đoàn Hữu Cường và nhận quà của Đoàn Thị Tuyết, chị gái Đoàn Hữu Cường, 300.000 đồng. Đoàn Hữu Cường vào gặp ban tổ chức. Ở nhân thi đấu thứ nhất, lúc 2:55 giây, đô Nguyễn Thanh Dũng đã thắng Nguyễn Thanh Quang, xin mời Nguyễn.